Thưa quý vị, hơn 90 học sinh bán trú ở trường tiểu học Na Lóc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai chỉ được hỗ trợ 8.500 đồng tiền ăn mỗi ngày. Thầy cô giáo nhà trường phải đi vận động khắp nơi để thêm chút tiền cho các em được ăn no, tiếp tục ở trường học chữ. Tuy rất vất vả, nhưng cả thầy và trò vẫn dặn lòng bám trường, bám lớp. Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây. Bữa ăn bán trú những ngày cuối năm ở trường tiểu học Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Thực đơn bữa trưa hôm nay có thêm 2 khúc giò lụa. Đây là thức ăn mà những đứa trẻ vùng cao biên giới này thỉnh thoảng mới được ăn. 4 cân giò, nhưng có đến 91 em ăn bữa trưa. Chị Bạnh Thị Kim Ngân, người nấu ăn cho các cháu, đành thái nhỏ xào lẫn với rau củ. Thái nhỏ là để cái chia đều hơn, về cái xào hơn, rau củ quả này thì nó sẽ đều hơn. Nếu mà đủ để riêng giò có 4 kg giò thì tổng của là 91 học sinh thì phải bán chú em nuôi nữa, nó không đủ, không thể nào đủ cho. Trường tiểu học Na Lốc có 374 học sinh, trong đó có 91 em nhà xa phải ở bán trú. Thế nhưng các em học sinh bán trú ở đây, tính đến khi phóng viên quay được những thước phim này, là học sinh không thuộc đối tượng được hưởng chế độ gì. Thầy cô giáo phối hợp với các cơ quan chức năng vận động được dự án nuôi em, hỗ trợ tiền ăn. Số tiền hỗ trợ mỗi học sinh một ngày được vỏn vẹn 8.500 đồng. Học sinh bán trú ở miền núi phải ở lại ký túc xá, ăn 3 bữa mỗi ngày. Số tiền 8.500 đồng không thể đủ để các em có được một bữa ăn no. Thì chúng tôi cũng nấu ăn cho các cháu, là mỗi bữa cũng chỉ được hỗ trợ bằng đấy, thì chúng tôi chỉ nấu và phụ trợ cho các cháu. Thì trước tiên là chúng tôi cũng đã họp phụ huynh, học sinh và họp ban chỉ đạo phổ cập cũng như ban chỉ đạo của xã, đảng ủy vào cuộc là chúng tôi có sự hỗ trợ của học sinh là thêm cho các cháu ăn là một tháng là mỗi phụ huynh phải đóng góp 50.000 đồng trên một tháng. Thì cái đấy thì cũng là vất vả cho các đơn vị trường tôi. Hiện tại thì phụ huynh cũng chưa đóng góp được đồng nào cả. Mà cái chương trình phi chính phủ này thì hỗ trợ bằng đấy tiền để học sinh ăn thì chúng tôi cũng chưa nhận được. Đấy, đến thời điểm này là chưa nhận được đồng nào. Thì còn chúng tôi vẫn hỗ trợ học sinh nấu ăn và chúng tôi đã hợp đồng với nhà cung ứng là sẽ bao giờ có tiền thì sẽ hoàn trả lại. Theo các thầy cô giáo trường tiểu học Na Lốc, trong số 374 học sinh nhà trường thì có tới 206 học sinh là con hộ nghèo hoặc ở những thôn đặc biệt khó khăn. Nhà trường vận động phụ huynh để các em được đi học đã khó, vận động đóng góp để các em được ăn no lại càng khó. Thầy cô giáo và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bản Lầu kêu gọi vận động các nhà hảo tâm ủng hộ. Lúc thì xin được quần áo ấm, khi xin được ít mì gói. Ai cũng mong muốn các em được ăn no để tiếp tục đến trường học chữ. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, trong số 91 em học sinh bán trú của nhà trường thì có 51 em được hưởng chế độ theo nghị quyết 15-3023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai. Theo đó, mỗi em được hỗ trợ tiền ăn 298.000 đồng một tháng. Số tiền hỗ trợ này là một món quà rất lớn đối với trẻ em nghèo vùng biên. Thế nhưng ở trường tiểu học Na Lốc vẫn còn 40 học sinh bán trú nữa không thuộc đối tượng hỗ trợ. Thì cô giáo vẫn phải đi vận động, xin tài trợ để các em có bữa ăn no. Đây là bảng kê cho một bữa ăn bán trú ở trường tiểu học Na Lốc. Tổng một bữa ăn cho 91 em hết 664.000 đồng. Tính ra mỗi suất ăn chỉ có 7.200 đồng. Các em ăn 3 bữa tại trường và cách nấu ăn tiết kiệm như thế này. Mỗi ngày, một học sinh cũng phải có từ 18.000 đồng đến hơn 20.000 đồng mới đủ ăn. Số tiền hỗ trợ 8.500 đồng hiện tại và cả số tiền nhà nước hỗ trợ 298.000 đồng mỗi tháng chưa đủ để các em được ăn no. Học sinh vùng biên ở Bản Lầu cần lắm sự sẻ chia để các em tiếp tục đến trường học chữ.
thôi.